Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Magdala là kẻ đã được người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói người đang sống và bà đã thấy người, các ông vẫn không tin. Sau đó, người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông khi họ đang trên đường đi về quê. Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này. Sau cùng, người tỏ mình ra cho chính nhóm 11 đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy người sau khi người trỗi dậy. Người nói với các ông: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Đó là lời Chúa. Chúa, qua hội thánh, qua nhà dòng đã sai chúng tôi đi, và hôm nay nhà dòng lại kêu chúng tôi về để làm chứng cho Chúa, nhưng mà qua một con người mà tất cả chúng ta ai cũng biết đến là Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị. Và chúng tôi muốn làm chứng về tước hiệu thừa sai của Ngài. Nhưng trước tiên tôi xin nói có một cái sự trùng hợp mà tôi cho là lạ lùng và đầy ý nghĩa, là chúng tôi được gọi về đây làm chứng về Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị thừa sai đúng vào ngày thứ bảy trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, áp Chúa Nhật lễ kính lòng thương xót. Thứ bảy ngày kính Đức Mẹ, như chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị có lòng sùng kính Đức Mẹ. Khẩu hiệu mục vụ giáo hoàng của Ngài là Totus Tuus. Hai chữ khởi đầu của kinh dâng mình cho Đức Mẹ của Thánh Louis Maria Grignion de Montfort mà hội thánh mừng kính chính vào cái ngày bắt đầu của tuần Tam Nhật này, ngày 28 tháng 4. Totus Tuus Sum et Omnia Mea Tua Sun. Có thể dịch là tất cả con là của mẹ, hay là con trọn vẹn là của mẹ, hay là con hoàn toàn thuộc về mẹ, và tất cả những gì của con là của mẹ. Khẩu hiệu giáo hoàng của Ngài là như thế. Vì vậy tôi xin ông bà anh chị em lặp lại lời dâng mình của Thánh Grignion de Montfort và của chân phước Gioan Phaolô đệ nhị, để chúng ta được dâng mình cho mẹ trong ngày thứ bảy này, và dĩ nhiên là trong cả cuộc đời của chúng ta, hằng ngày chúng ta sẽ lặp lại cái kinh dâng mình ngắn gọn này. Và chúng ta cũng biết rằng là để Đức Mẹ dâng chúng ta cho Chúa. Vậy thì xin mời ông bà anh chị em lặp lại theo tôi: con hoàn toàn thuộc về mẹ.
tất cả những gì của con là của mẹ. Tôi xin mời ông bà anh chị em lặp lại một lần nữa. Con hoàn toàn thuộc về mẹ. Tất cả những gì của con là của mẹ. Cảm ơn Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Hôm nay cũng còn là thuộc tuần Bát Nhật Phục Sinh. Nếu chúng ta theo dõi những bài tin mừng, những bài đọc ở trong tuần Bát Nhật Phục Sinh này, chúng ta sẽ thấy mọi người nhốn nháo và được Chúa lôi kéo làm chứng cho Chúa. Ai cũng nói tôi thấy Chúa. Bà Maria Magdalena về nói với các môn đệ, tôi đã thấy Chúa. Hai môn đệ đi em mau về, nghe cộng đoàn nói, đúng, Chúa sống lại thật rồi. Và hai môn đệ cũng nói, chúng tôi đã thấy Chúa. Xin Chúa thương ban cho tất cả chúng ta, cho tất cả ông bà anh chị em được nói lên trong một tấm lòng xác tín rằng tôi đã thấy Chúa. Chúa đã sống lại thật rồi. Bây giờ ở đây và chúng ta được sống lại với Ngài. Thế thì trong cái tuần Bát Nhật Phục Sinh như thế, lại là cái ngày thứ bảy hôm nay để áp lễ lòng thương xót, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, vị giáo hoàng của lòng thương xót, Ngài đã làm cho cả thế giới tôn sùng lòng thương xót. Trong ông bà anh chị em chắc có nhiều người cũng tôn sùng lòng Chúa thương xót. Lời kinh lòng thương xót là một lời kinh thừa sai cho chúng ta và cho toàn thế giới. Cảm ơn ông bà anh chị em, qua lời kinh ấy là ông bà anh chị em đã gọi là làm một cái lực lượng hậu phương mạnh mẽ cho chúng tôi trên bước đường rao giảng tin mừng. Còn kinh dâng mình thì Legio, không ai mà không biết. Chúng tôi được kêu gọi về đây vì trên 40 năm qua chúng tôi đã trực tiếp làm thừa sai, như Đức Giáo Hoàng đã viết trong thông điệp sứ vụ Đấng Cứu Thế Ngài gửi cho toàn thế giới, cho toàn giáo hội ngày mùng 7 tháng 12 áp lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm năm 1990, để kỷ niệm 25 năm bế mạc Công đồng Vatican II và 15 năm tông huấn loan báo tin mừng của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. Thừa sai là danh xưng của những người trước tiên là được trực tiếp sai đi loan báo tin mừng. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị không chỉ làm thừa sai bằng ngòi bút, bằng thông điệp, Ngài có 14 thông điệp, tông huấn, tông thư, vân vân, mà chính Ngài tiếp nối Đức Phaolô VI đã ra khỏi Vatican để đi khắp tứ phương thiên hạ, đến với muôn dân, đến tận cùng trái đất, như lệnh truyền của Chúa. Có người đã tính quãng đường Ngài đi cho đến năm 2003 với chuyến công du lần thứ 102 của Ngài, là 3 lần quãng đường từ trái đất đến mặt trăng. Đi như lệnh truyền sau mỗi thánh lễ, sau khi kết hiệp với Chúa, để cùng Chúa gặp gỡ mọi người, để mọi người được gặp gỡ Chúa, nguồn cứu độ. Cái câu mà cuối lễ đó, cho đến bây giờ Việt Nam chúng ta dịch cũng chưa được lắm. Nó đơn thuần là y tế, nghĩa là đi. Missa est,
thì Missa có thể hiểu là thánh lễ, nhưng mà đầu sau thì nó cũng ở thuộc cái động từ mittere là sai đi. Đi vì thánh lễ đã được hiến dâng, đã được gửi đi rồi. Bây giờ tất cả những cuộc ra đi của chúng ta đến với những người khác nhân danh Chúa đều là thánh lễ, như Thánh Phaolô nói ở trong thư Roma đoạn 15, loan báo tin mừng là lễ tế. Như vậy ra đi loan báo tin mừng không chỉ là nói về Chúa, mà là nói với Chúa, gặp gỡ Chúa, nghe Chúa và nghe Chúa nói với ta. Như vậy mới trọn vẹn là loan báo tin mừng. Như vậy loan báo tin mừng phải hiểu là phúc âm hóa, một cụm từ mà chúng ta hiếm khi sử dụng tại vì nó là chữ Nho. Phúc âm hóa là biến đổi, để cho Chúa biến đổi mỗi người chúng ta thành tin mừng. Có lẽ như thế mới diễn tả được động từ và danh từ, từ tiếng Latin thí dụ như evangelizare, evangelizatio, tiếng Pháp là evangelize, evangelization. Trong này thì có nhiều người, nhiều bạn biết tiếng Anh cho nên chúng ta nghe là evangelization. Nó là một động từ, chứ không phải là chúng ta nghe cái loan báo tin mừng hay là truyền giáo này, chúng ta cứ nghiêng về cái vấn đề mình nói những tư tưởng, cho dẫu là những tư tưởng của Chúa Giêsu cũng không cứu được ai, phải chính Chúa Giêsu cứu. Và loan báo tin mừng là loan báo chính Chúa Giêsu. Còn một khía cạnh khác mà chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng nói tới, đó là chọn cái câu của Ngài là như thế này: chính từ ngày tôi được bầu làm giám mục Roma ngày 16 tháng 10 năm 1978, với sức mạnh mãnh liệt và khẩn cấp đặc biệt, tôi đã nghe tiếng vọng của Chúa Giêsu: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Như vậy, chúng tôi có bổn phận bắt chước Thánh Tông Đồ Phêrô, Ngài đi đó đây giữa tất cả mọi người để khẳng định và củng cố sức sống của giáo hội trong lòng trung thành với lời Chúa và phục vụ chân lý, để nói với mọi người rằng giáo hội yêu thương họ, giáo hoàng yêu thương họ, và nhất là cái câu này, và cũng để lãnh nhận từ họ sự khuyến khích và gương lành của họ, gương đức tin của họ. Như chiều hôm nay ông bà anh chị em có một phần nào đã thấy ở nơi những người tân tầm nói với ông bà anh chị em hôm nay. Như vậy người thừa sai cũng là người, và là người đầu tiên đón nhận tin mừng, chứ không phải chỉ có loan báo. Đó là điều mà một tổng công hội dòng Chúa Cứu Thế nói là evangelizari a pauperibus, được người nghèo phúc âm hóa, được người nghèo loan báo tin mừng. Evangelize par les pauvres, evangelize by the poor. Thông điệp sứ vụ Đấng Cứu Thế của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng khẳng định người nghèo là đối tượng đầu tiên của việc loan báo tin mừng, số 8 chương 5. Chính vì vậy mà chúng tôi nghĩ rằng người nghèo, người bị bỏ rơi, người bị thiệt thòi, người sống bên lề xã hội nhất ở đất nước Việt Nam này là những anh chị em dân tộc ít người. Tuy chúng tôi ra đi lên Tây Nguyên đến với người Gia-rai 9 năm trước khi Ngài làm giáo hoàng và 21 năm trước thông điệp sứ vụ Đấng Cứu Thế, nhưng tính cách thừa sai của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị và thông điệp của Ngài củng cố hướng đi của chúng tôi. Chúng tôi không thể trình bày 8 chương của thông điệp sứ vụ Đấng Cứu Thế,
chúng tôi chỉ xin ông bà anh chị em chú ý tới chương 3 với đầu đề là Chúa Thánh Thần đứng chủ động trong sứ vụ truyền giáo. Chúa Thánh Thần hoạt động nơi người thừa sai và người nghe, nói lời thần khí như trong đoạn 2 của thư thứ nhất Côrintô, nói lời thần khí cho những người thần thiêng thuộc Thánh Linh, thuộc Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu thổi hơi trên các tông đồ: anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Các tông đồ nói: chúng tôi và Thánh Thần làm chứng. Công vụ đoạn 5 câu 32. Chúng tôi và Thánh Thần quyết định. Công vụ 10:45. Chúa Thánh Thần làm cho giáo hội thành chứng nhân để đến tận cùng trái đất. Công vụ 1:18. Chúa Thánh Thần truyền và tuyển chọn và sai đi. Một hôm đang khi họ làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay thì Thánh Thần phán bảo: hãy dành riêng Barnaba và Saulo cho ta để lo việc ta đã kêu gọi hai người ấy làm. Bấy giờ họ ăn chay cầu nguyện rồi đặt tay trên hai ông và tiễn đi. Vậy được Thánh Thần sai đi, hai ông ra đi đến những vùng, những miền mà Ngài muốn cho hai ông tới. Chúng ta thấy rằng cũng như các tông đồ, và qua các tông đồ là toàn thể hội thánh đã được đón nhận Chúa Thánh Thần để được sai đi. Cái cộng đoàn tông đồ ấy và cái nhà mà họ ở, tức là nhà tiệc ly ấy, chỉ mở ra khi Chúa Thánh Thần hiện xuống. Và lúc đó thì Phêrô sẽ đứng lên không còn sợ sệt gì cả và loan báo Chúa Kitô với ân huệ của Ngài là Chúa Thánh Thần. Hôm nay ngày thứ bảy, tôi cũng xin nói rằng Đức Mẹ vốn là hình mẫu của hội thánh, thì tất cả những gì mà Chúa muốn hội thánh và Chúa ban cho hội thánh thì Chúa đã ban và đã thực hiện nơi Đức Mẹ Maria. Cho nên chúng ta để ý trong ngày truyền tin, khi Đức Mẹ không hiểu và không, Đức Mẹ không biết là sẽ cái ý của Thiên Thần mà đã nói đó thể hiện như thế nào, thì Thiên Thần đã nói thần khí Chúa sẽ ngự xuống trên bà. Và sau đó thì ta thấy rằng Đức Mẹ đã nói rằng: xin thể hiện cho tôi theo như lời của Ngài. Một. Thứ hai, sau đó chúng ta thấy nói rằng Đức Maria vội vã lên đường đi phục vụ, đi đến với gia đình bà Elizabeth. Rồi thứ ba là sau khi Đức Mẹ mở ngỏ lời với gia đình Elizabeth thì cả gia đình được tràn đầy thần khí của Chúa, cả gia đình trở thành gia đình phục vụ Chúa. Và đó là cùng đích của ơn cứu độ, đó là cùng đích của chương trình cứu độ của Thiên Chúa, tức là ban Thánh Thần. Và đó là cùng đích của công cuộc loan báo tin mừng, không phải lời lý ý tưởng này kia, mà phải làm sao khi mà được đi loan báo tin mừng thì những người nghe và tin thì được tràn đầy thần khí như gia đình ông Zacharia và bà Elizabeth. Vậy tôi xin Chúa Thánh Thần đến trong cộng đoàn phụng vụ của chúng ta. Xin Chúa Giêsu hôm nay, xin Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa Giêsu của lòng thương xót thổi hơi thần khí xuống cho anh chị em.
và xin Chúa thể hiện cho chúng ta theo như lời của Ngài, theo như mẫu gương của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đề nghị. Cảm ơn Chúa.